Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn đến với sân vận động Gia Định để theo dõi trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 của SBL S5. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đó là Sang Trọng Thanh Hùng Futsal và Bamboo. Như vậy, cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Sang Trọng Thanh Hùng Futsal và Bamboo đã bắt đầu. Nguyễn Văn An, thành gót vừa rồi là của Nguyễn Văn Út. Cú dứt điểm, cơ hội đầu tiên thuộc về phía các thủ Bamboo. Tiếp tục là cú dứt điểm tiếp theo của các cầu thủ Bamboo. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, các cầu thủ Bamboo đã có hai pha dứt điểm về phía. Chúng ta có thể thấy được sức ép mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra. Nhưng chúng ta có thể thấy là Bamboo đã tạo ra một sức ép lớn. Tuy nhiên họ đối mặt với một nguy cơ, và nguy cơ đó đã được chân sút bên phía Sang Trọng Thanh Hùng tận dụng một cách triệt để. Một sai lầm. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống cướp độ bóng của các cầu thủ Sang Trọng Thanh Hùng. Và đó là pha ghi bàn của số 19. Pha bóng nguy hiểm. Cơ hội cho các cầu thủ Bamboo. Đây là cơ hội. Khớp vào. Bamboo vẫn chưa thể có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Và đó là một pha dứt điểm của Văn An. An Kẻ đã có một cơ hội dứt điểm không thể tốt hơn. Nhưng trong tư thế đối mặt, anh lại dứt điểm vào đúng vị trí của thủ thành đối phương. Xa. Vẫn còn. Cơ hội phối hợp cho các cầu thủ áo xanh không được, cú dứt điểm ở góc hẹp. Pha xử lý hay. Những tình huống ngoặt bóng rất dẻo. Đó là pha xử lý của Nguyễn Văn Út. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Sang Trọng Thanh Hùng. Cầu thủ Sang Trọng Thanh Hùng đã dễ đá hơn rất nhiều với một lối chơi như thế này. Rất nhiều khoảng trống đã lộ ra. Cơ hội không vào. Việc thủ môn dâng cao sẽ có giúp cho câu lạc bộ Bamboo có thêm nhiều sự lựa chọn. Sút bóng. Đó là một pha phối hợp hay của cầu thủ Sang Trọng Thanh Hùng. Sai lầm chiến thuật là họ đã tự tin quá nhiều vào khả năng của mình. Chơi pressing ngay từ đầu, dâng cao ngay từ đầu. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất hay. Cú dứt điểm không vào. Bóng đi ra ngoài mép lưới. Và nó thắp lên hy vọng cho các thủ Bamboo. Và vừa rồi là pha dứt điểm của số 8. Nguyễn Văn Út út cá chép bên phía các thủ Bamboo. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này. Một cơ hội cực tốt cho Mai Thành tranh tài. Tình huống tổ chức đá phạt nhanh của các cầu thủ Bamboo. Cú dứt điểm Mai Thành tranh tài, sút bóng. Tỷ số được cân bằng là 2-2 cho các cầu thủ Bamboo. Chúng ta hãy cùng xem lại pha dứt điểm rất mạnh trước đó của Mai Thành tranh tài. Và sau đó là đường chuyền bóng trở ra. Đây là một vị trí chính giữa và có nhiều sự lựa chọn. Sút bóng không vào. Mai Thành danh thoại. Cú dứt điểm. Tỷ số là 3-2 cho các cầu thủ Bamboo. Và đó là pha dứt điểm của Mai Thành danh thoại. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đè mặt cực hay của Mai Thành danh thoại. Và sau đó là cú ra chân của cầu thủ này. Cú ra chân khiến cho thủ môn của Sang Trọng Thanh Hùng chỉ còn biết đứng nhìn. Pha đi bóng của Lê Vĩ được chuyền. Cơ hội. Không được. Họ không thể mắc lại sai lầm giống như cách nhập cuộc của trận đấu này. Suýt chút nữa thì các cầu thủ Bamboo đã phải trả giá. Tỷ số là 4-2 cho các cầu thủ Bamboo. Tương đối an toàn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Mai Thành tranh toại.
Pha chuyền bóng về và Mai Thành Danh Toại đã phán đoán được ở pha bóng này. Cơ hội cho các cầu thủ Bamu không được. Suýt chút nữa thì họ có bàn thắng thứ 6. Có được 3 điểm trận đấu này, Bamu sẽ có được 6 điểm. Và như vậy là cuộc đối đầu giữa Sang Trọng Thanh Hùng và Bamu đã khép lại với tỷ số là 5-2 cho các cầu thủ Bamu.